Sáng mặc xe 10 cho mấy. Xe nào chả được. Đừng có rộng. Rồi cái đi này đi mặc rộng ấy nè. Thì lấy xe 10 ra thôi. Ừ, cái đi cái hả? Xe xe 10. Cái đi này đi mặc rộng. Lấy xe 10 được không? Chắc được. Ừ, chắc cái đi là thiết đòi rộng nên đi rộng. Không biết. Vì tao sẽ đeo khẩu trang cho em. Nghe cẩn thận sự. Từ từ, xe này vừa tính thứ đúng chưa? Rồi thì lúc có cái con đó má lần đầu đi gặp anh bụng xính đẹp sợ tóc tóc là tóc xoăn xoăn rồi mặc đồ đẹp lắm sau lần hai gặp mặc như đồ như quế thế ghê thì ra mô thì anh vẫn tham mình diệt lên người đẹp không 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 được nhìn mặc mặc đồ như cái bài giá ấy được không đừng sau như đi đừng sau trước như vậy một anh đen ở ok được đấy cái đấy ngày một trước như đi ừ, được đấy mấy nó 220 một cái áo cho em hề gì được mua hề gì đẹp bình cái mắt đòn nó bằng bà nó cái giày đồ giày cái kia được rồi tiêu rồi cái áo thun mới dã man bây giờ rồi cái áo thun mới thôi loại đẹp đó ta loại kiểu hàng gọi là đâu ta hỏi nó có hàng phách không có hàng 100.000 không kiểu áo thun mắc quá và nó nhanh hư đấy tôi mặc nhanh bị đồ á mình mặc nhiều á nó hay bị đồ mà được áo thun đi chơi mặc tận 200.000 thôi căng bị chụp hết đi mấy cái hình nó bị tự do em đấy cái đồ mình mua rồi gắn mặt lên mua biết đâu không? Đây là mấy cái shop đồ brand của Việt Nam. Kiểu hãng là hãng tử sáng tạo từ cái mẫu form thiết kế đồ rứa ra luôn chứ không phải là hãng lấy đài đồ rứa. Không phải nhập từ Việt Nam luôn. Ừ, cũng phải là thu Mỹ, nhập Mỹ gì hết. Từ làm được bắt luôn. Tao mới từ làm được rồi. Nhưng mà mấy cái đi đảm bảo có fake. Ừ. Có fake. Đấy là có fake. Thằng bảo em tham mua cái áo 300 mấy ta thun hay mấy kiểu thích brand nữa ta xong mua cao thun 300 mấy cái áo mà em mặc mi sót trong nữa ta biết bao nhiêu 360 hay 363 gì á phải cứ xong rồi mà kiểu những đồ đơn giản lắm nghe nhưng mà kiểu có tên thương hiệu người ta quan trọng là cái thương hiệu mà ừ. Cái áo có tên thương hiệu kiểu mấy ăn với mấy chục trên trang thương giờ tao sẽ làm thương hiệu T và T người đâu có hát và mờ luôn đó nào Sài Gòn như thế được tao nhìn nó kiểu tìm nữa không hợp với ở vai không nè nè con đi đâu mà nhìn thấy nó cao quá tôi mới chọn của mình mới giao sau mai sau đó thì mới mua hết rồi đợi tao mua đi mua không em mặc áo kiện thôi áo thun của em là áo thun rẻ tiền thôi hàng 100.000 bạc lên thôi đó tao nói một đống 100.000 bạc lên nhưng mà mỏng lắm ờ đến đây 100.000 bạc lên 100.000 bạc lên của em mới nước mỏng lét không bằng cái nước nhưng mà vải của em mịn hơn mịn một ấm nữa ấm không biết là nó dày mà cái này không phai cái này nó không phai nó không bị bùng cái gì hết đấy nên ngon tao có cái đi cây mua ta cây mua xanh nhà cây mua xanh những cái cây ba sọc ba cứt mà cái bao áo ba sọc thì có đăng đèn sọc trong đây là đẹp đúng không ba sọc mua sọc với đăng đèn là đẹp đúng không còn là sọc cái khác hay xấu trong đây nhìn giống cái ô đồ quá làm cơn mơ nên cái tên ta là mệt mờ nó xuống cái tơi tâm trí này hả ừ. À, chui tơ nhìn áo chắc tôi nhìn có thể nhìn xuyên cái người đó nữa không nó sẽ bị tơ đi bình thường để
mình đọc bình luận này. Bình thường là ta mặc thêm áo sơ mi hoặc là mua cái cổ sơ mi là được. Không mặc kiểu đi chơi không? Tiếp mình nóng lên đéo cái đan này. Cái đan xấu đi. Nhờ. Yeah. Đúng không? Được không được. Bỏ nó ra. Bỏ kêu áo bị xù lông rồi dơ rồi. Trời ơi. Thấy bình luận này là thôi chết rồi đó. Nhờ. Sao mày xót vào nó? Không mà rẻ mà rẻ rớt thôi. À đây 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 cái áo này. Cái áo này em cũng thêm vô, em chung, em tính mua. Này có mua màu trắng không em? Để coi tôi có màu đen. Này có màu đen. Này em biết pick màu trắng mày nhớ không? Ừ, nhưng mà giờ cái này có màu đen. Tôi thấy y chang cái áo ngoài áo luôn. Cái này màu đen có mà. Không, thấy con gái quá. Dùng cho con gái mà. Đúng không? Tao thấy không? Mua gì em mặc kệ. Nghe pick. Cho tôi có tiền nữa. Anh nhìn nó không bình thường đâu. Đéo anh nào cũng có tiền nhau. Làm một cái, một kênh nhá, cũng là tầm mình làm này. Bao nhiêu cái mà? Ừ, gì đấy? Trăm. Mà nãy tao mình nhớ tao mình mua cái cây màu gì không? Trắng. Một cái thu màu trắng à? Như nào đây? Cái ly màu đen hay màu xám á? Màu xám đẹp. Mình tính bao nhiêu tiền tổng bê gì rồi đó? Cái màu ni là màu ni. Gửi qua hình có thấy trục thế cái quay. Màu ni gray. Xe mưa á? Một mét sáu là size L. Để em đội lại cái tê size L cho an toàn. Size L mà rộng quá em không biết mới nha ta. Ủa vậy phải mua về xong là mình phải lấy xu Shopee chứ. Ừ, em toàn lấy xu mà. Trời ơi, trước cái băng cho đồ tao mua mười mấy hai món thì nó đeo lấy xu tiếp đi. Nha. Lấy xu ở đâu? Size L nhá. Lấy xu là sau mua được giảm tiền. Em đang được 11.000 đây. 11.000 xu? Ừ. Cố gắng lắm, ngày mua một xăng xu hết. Rồi em đội đồ rồi từ những bữa trước quay được rồi ta. 11.000 xu được cái như là được mà 11.000. Ăn cái quán nó miễn phí mà phải không? Biết. 11.000 xu, 11.000 thôi. Ừ. Trừ được 11.000 là không. Bé nhạc bé. Có một sản phẩm luôn này ta.